Hello everyone, welcome back to Lovely Life in USA. Hôm nay Thanh Hà, Chi Na và Tâm Linh đã trở lại nè. Lâu lắm rồi mới gặp lại mấy gương mặt này phải không? Có nhớ không? Hôm nay là dịp gì không? Hôm nay là dịp anniversary lần thứ 25 của hai người bạn yêu của Thanh Hà, đó là Trường Phương và chính tay của Thanh Hà và Chi Na đã làm cái chiếc bánh anniversary này cho người bạn đó và luôn cả hoa nữa, và từng thứ tỉ mỉ luôn đó chị Tâm Linh. Chi Na nói đi, mình bao nhiêu lâu mình làm cái bánh này? Chi Na xài coi nào, Chi Na dùng hết một ngày và một đêm đó quý vị. Tại vì chúng ta phải đi làm nữa cho nên nó hơi lâu, chứ nếu mà không phải đi làm thì làm trong một ngày là xong rồi. Quá đẹp luôn. Nhưng mà vì phải đi làm ban ngày cho nên á, sáng là Tina bếp bánh, tối về Tina bếp ray bánh. Rồi mình nói cái lịch sử cái bánh này một chút xíu, tại sao mà nó là nó màu silver, right? 25. Tại vì thứ nhất thì nó là lễ bạc, và thứ hai nữa là do người chủ, gia chủ là Trường Phương đề nghị là họ thích màu silver, màu gold và màu white. Right, Tina? That's why hai đứa tụi mình mới làm cái bánh và có những cái màu silver ribbon như vậy, là những cái con bướm đuôi đi rất là đẹp và cũng silver luôn. Silver hết skip, Tina không có làm gold. Và mình chỉ làm những cái hoa màu trắng cho nó có vẻ là tinh khiết. Ha, và mình mix vào đó cái hoa màu peach, hoa hồng màu peach rất là đẹp để cho nó vẫn còn cái tính chất mà màu trắng của Phương Trường thích. Và ngoài ra đó chúng tôi làm chữ màu hồng cho nó nổi lên. Còn những cái hoa nhỏ đây nữa nè, Tina nhớ không? Là Tina làm bằng Sara với Tina là bằng fondant. Là bằng fondant. Đó. Fondant là gì Tina? Fondant nó chỉ làm nó là bằng đường là với lại marshmallow. Thì bây giờ cho nên là ăn được những hoa. Do chị hỏi là ví dụ như bạn nào mà cần đặt bánh cưới hoặc đặt bánh sinh nhật hay gì á, hai bạn này có làm không? Cái đó không phải suy nghĩ lại. Cái đó là cũng phải tính theo cái thời gian hay là theo cái thời gian hay không. Mà thật sự ra là mình á, mình cái kênh của Lovely Life của hai chị em á thì rất là nhiều cái video rất là healthy, rất là hữu ích, là nhất là làm món này món kia, món ăn đủ thứ để chia sẻ cho các bạn coi á. Thì nếu mà các bạn không phải là coi cái bánh này làm, nhưng mà thật sự đang nói cái bánh này hai chị em làm rất là đẹp đúng không? Đó là cái talent của hai chị em. Nhưng mà làm đẹp chứ gì như vậy, mà không có bán mà cũng không cái này là chiếc bánh tình thương. Ờ đó, cái này là tình thương thôi, tình thương mình yêu quý bạn mình làm đó. Còn mà đẹp sáng sớm đi ra chợ mua hoa để cho hoa nó đẹp, nó tươi đó. Thành ra mình arrange mấy cái flower này luôn, rồi mình làm những cái ly này. Hoa chú rể thích cưng không? Đó. Đó là khi nào mình có gì là mình rồi mình còn làm kỷ niệm cưới thì đây là hoa của dâu phụ nè, có năm dâu phụ đem sẵn lòng đấy. Đây là Bích Liên, rồi Bích Liên cũng là một người bạn, rồi tất cả các em gì đó, rồi đó là cũng là Even mà giao các bánh mình cũng làm cho nó xinh xắn luôn. Cái này là để rượu giao môi nè. Ngoài ra mình làm mình còn làm cái hoa cầm tay cũng giao bây giờ. Mình show cho quý vị coi luôn nha. Thật sự là Tina với Sara rất là khéo tay và rất là giỏi các bạn. Tâm dung ngon hạnh, rất là dễ thương. Và dành về cho hai bạn đó. Trời ơi, quay quá, quay quá. Cho nên là quay quá. Đây nè, bó hoa đây nè, cô dâu nè. Đây là tương dâu từng chi tiết một nè. Cái hoa baby breath rất là nhỏ, là những cái hoa daisy nhỏ mình chen vào luôn. Và nó rất là tinh khiết phải không quý vị và các bạn? Rất là xinh, cái này là Phương sẽ thích lắm đây. Rồi cái đó cũng xong rồi, bây giờ cái này là tất cả những cái hoa cho dâu phụ. Mà đây là dâu phụ nè, đó. Đó. Thì tất cả ở đây là tổng cộng hôm nay chắc là cũng phải là gần 500 khách. Wow. Nhưng mà toàn là bạn bè thân không à. Nhau như là cho nên là lại nhau rất là vui.
rất là hữu ích các bạn, có chia sẻ rất là nhiều món ăn đó. Đây là Bích Liên, này Nương Nương, tất cả những người bạn rất là thân thương mà dễ yêu mến nhau, gặp nhau ở thì rất là vui. Cô dâu chú rể thì đang chuẩn bị tới, chưa tới đâu. Mình là cực nhất, tại vì mình là nhân vật chính thì sáng hơn, cho nên phải được sau. Mình đến trước thì mình vậy mai mốt chị làm nhân vật chính thì chị có sướng giống vậy không? Các bạn biết không, nhìn cái bánh này nè, ai cũng muốn là làm tổ chức tiệc cưới. Đúng rồi, nhìn rất là có cái dâu còn có chứ rể. Vậy ai cũng muốn làm hết, có nghĩa là mọi người phải cưng cái tay của người ta. Đúng rồi. Cho hôn cái được không? Có một người bạn cũng rất là nhiều bạn, có một người bạn đang quay dần video cho Công Linh là Tina Ngọc đang quay kìa. Đây Tina Ngọc đây. Rất là dễ thương. Tina cho tóc ba màu. Những người đẹp của Washington DC. Mấy tụi mình rất là, đây là mấy chị em. Mấy chị em đều ha thiệt thương bến thương. À, chị Thi Lan có thích cái bánh này để em làm cho chị Mỹ Quân không? Quá thích. Quá thôi đi. Mình có cái hai tư chị. Bây giờ chị làm cho chị sáng đó. Dạ, đó tụi em ở đây từ giờ. Ủa, mà chị đám cưới rồi thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Em đang phương trường. Sau là cảm ơn hai người đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Từng chiếc bánh, từng bánh hoa cho cô dâu và những người cô dâu. Còn có những người bạn thương thương để đến giúp một cô dâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cho rất là hoành tráng. Nhìn là thấy hoành tráng rồi. Mỗi người có một bàn tay ha chị. Ngoài ra còn có mấy anh ban nhạc nữa. Ồ đúng rồi. Anh ban nhạc rất là tuyệt vời mà lát nữa quý vị sẽ được nghe. Thì em Linh nói trước là ở đây là cũng là toàn là bạn bè, anh chị em với nhau thôi. Thì không có tập hát, cũng không có tập tàn gì trước hết á. Nhưng mà rất là nhiều nhạc công và rất là nhiều ca sĩ lên để giúp vui văn nghệ, là coi như đột xuất hát và đàn trống chung với nhau cho vui thôi, chứ không có tập gì hết trong này. Chủ yếu là có gì sai sót thì xin thứ qua đại diện bây giờ đây là ca sĩ thiếu nhi, nhưng mà yêu dấu một chút chàng bó tay cho chị đã góp một lời một hôm nay. Làm decoration rất là đúng rồi. Bây giờ mình nói gì nữa không?
rồi cho chàng vỗ tay là nói chung là thông tin là ăn đi điều nhiều người bạn ở xa nói là tại sao Linh hay đi chơi nhiều, nhưng mà thật sự đi chơi là gặp lại tất cả những các bạn rất là dễ thương, đúng không? Rồi mình enjoy cái cuộc sống của mình, chứ không phải là suốt ngày mình đi làm để mình dành tiền để sau này về hưu mình mới bắt đầu mình đi chơi enjoy thì lì rất là đồng ý với Cam Linh. Mình nói về cái đời sống làm sao cho nó vui vẻ hạnh phúc là giống như Cam Linh vừa nói á, Thanh Hà rất là đồng ý, vừa làm vừa chơi lớn cho quý vị các bạn, đừng có đời là làm để lâu lâu rồi mới chơi, lúc đó không xin để chơi đâu, còn đâu mình không có biết vô thường nên đến rồi đi em bên đây, cho nên mình vừa làm mình vừa chơi như vậy mới enjoy được trong lúc mình vừa làm đi với gia đình, cái đời sống mình mới vui vẻ. Thật sự đi làm nhiều lắm, đúng như vậy đứa, we call work hard and play hard. Đó là người Mỹ đó, cái câu mình đi chơi là mình nói chuyện đầu môi hết, mình đi chơi mình gặp mấy chị em mình rất vui lành mạnh, không có bạn đó đi chơi là không có vui mà không có lành mạnh. Còn mình đi chơi phải là mình bỏ bê gia đình mà mình chơi vẫn có đầy đủ gia đình, rất là bích tiêu toàn rất đầy đủ lo lắng con cái cơm nước đàng hoàng, không cần tử tế giờ mới đi chơi. Nhưng mà mấy đứa con của mình nó lớn rồi á, nó không chịu đi với mình mà nó đâu chịu, nên mình mới đi chơi với mấy bạn bè. Con em nó nói là mẹ ơi trước giờ mẹ không đi chơi, bây giờ mẹ không đi chơi, mẹ đi chơi với mẹ, cứ nó đi mình chơi. Tự nhiên Bích Liên nói làm thì cũng nhiều lắm, nhưng mà đi chơi cũng phải đi để mình xả stress mà mình enjoy cuộc sống của mình. Sai đó, mình chơi ngày chứ mình đừng có đợi cái gì đó, đừng có đợi nha quý vị, nhớ nha, đừng có đợi nói là để tôi về hưu rồi tôi mới đi chơi, đừng nói câu đó, tại mình đâu biết ngày mai, không biết ngày mai mình còn sức khỏe hay không, ngày mai sẽ ra sao, nhớ là như vậy, vừa làm và vừa chơi, the best policy. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và xin gửi lời trân trọng nhất và thân thiết nhất cũng như sức khỏe và hạnh phúc mãi mãi là hạnh phúc. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nói quá đi. Cho con xem thả tim nhiều nhiều nha. Yeah, that's right, thank you Liên. Nhớ là thả tim là like, subscribe and share. Yeah. Please, thank you everyone. Bye bye. Bye bye.